Hôm nay Julie chia sẻ cái bí quyết à, hát nhạc sến hay nha quý vị. À. Thì cũng như nhiều lần trước à, những cái kênh trước Julie cũng có nói với quý vị rồi nhé. À. Là cái dòng nhạc sến, à. không cần phải điệu bộ nhé, à. không cần phải nhảy nhót. Và người ca sĩ cũng không cần đẹp à, Chỉ cần cái giọng quý vị à, Ví dụ như là một bài hát à, Rất lâu đời à, Trước năm 1975 nhé à, Julie, à, Julie hát cho quý vị nghe nhé Julie hát cho quý vị một vài câu thôi à, Tại vì Julie cũng mệt hát nhiều nữa <laughs> cũng không nồi nữa quý vị ok à cho việc cố gắng hát cho vị một vài câu nhé nào ai chia tay lúc tan cuộc vui chén sao được bao niềm thương bùi ngùi nếu em thấy buồn khi ngắm mây trôi có người đi xa vời cảm thông nỗi buồn mà thôi hai ông quý vị đó quý vị chỉ có là à, à, cái giọng nhé cố gắng cái giọng à, hát à, hát hết mình quý vị à, hát bằng con tim à, và luyến láy à ví dụ có thể là dấu huyền quý vị đổi thành dấu ngang hoặc là dấu ngang đổi thành dấu huyền dấu hỏi dấu ngà quý vị đổi thành à, dấu à, dấu nặng nhé hoặc là dấu nặng à, quý vị đổi thành dấu hỏi dấu ngà nhé à, ví dụ nhà à, bây giờ chú ly hát tiếp một câu nữa nhé từ khi chia tay đứa nơi thành đô đứa nơi miền xa cùng chúng đợi chờ nhớ xưa những chiều mây tím răng tơ thì có người đi xa vời cảm thông nỗi buồn mà thôi hay không quý vị à, rất hay đúng không chỉ cần cái giọng thôi à, cho nên là là cái 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 giọng nhạc xếp nó đặc biệt phải quý vị à, quý vị không cần phải nhảy nhót múa máy tay chân gì hết à, ví dụ như là quý quý vị ví dụ giơ cái tay lên gì đó cũng phải học như quý vị à, phải có bí quyết à, phải có thầy chỉ à rồi à ví dụ như quý vị nhảy đi thì quý vị cũng phải à cũng phải học nhé à, tại vì quý vị đứng lên trên bụp mà quý vị làm cái gì cũng phải à, có thầy có lớp chứ không phải là, là tự nhiên à nhưng mà cái dòng nhạc xếp khỏe lắm chỉ cần cái giọng trời ban thôi quý vị à, à quý vị quý vị à, cứ hát à, bằng con tim à Thì 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 tự nhiên ai cũng à, ai cũng thích quý vị à cho nên chú quý quý vị cũng không cần phải à, 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 tốn nhiều à, thời gian hoặc tốn nhiều tiền hay là tốn nhiều à, 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 cái cái à, à, tại vì cái 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 dòng nhạc xén thì, thì thì chỉ cần cái giọng đúng không à cho nên là quý vị không cần phải à, đẹp đúng không Ví dụ mà người ta mà coi bằng mắt là phải đẹp nha quý vị à, nhiều khi mà cái thân hình mà nó nó, nó không có được à, um, dễ thương rồi à, à, rồi cái dáng vóc không đẹp thì cũng phải à, hay là cái mặt không được à, à, đẹp lắm thì phải đi sửa sắc đẹp rồi rất tốn nhiều tiền đúng không quý vị à cho nên cái 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 dòng nhạc khác thì phải cần à, à, tiền của kháng Thế già để mà lo cái 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 cái, cái dáng vóc con người vì, vì kháng Thế già xem bằng con người mà à, còn cái dòng nhạc xế này hay lắm quý vị à, chỉ cần cho những người họ um, cảm thấy họ buồn hoặc là cảm thấy họ um, cô đơn gì đó à họ nghe cái dòng nhạc sến tự nhiên họ cái tâm tư của họ lại à, bớt đi cái nỗi sầu vơi đi nỗi sầu thì 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 họ chỉ nghe bằng tai thôi quý vị à, khi những con người buồn họ muốn lắng nghe những cái suy tư những cái 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 cái, cái gì mà cho có một cái à, tình cảm à, để cho họ cảm thấy họ vui à, và vơi đi nỗi buồn à, cho nên à, mong rằng quý vị à, có một ngày tràn đầy hạnh phúc để thưởng thức à, những cái à, kênh của Julie lên à, và mong rằng quý vị đón xem tiếp những cái kênh mới nhé quý vị à, nếu Julie còn có sức khỏe cảm ơn quý vị để đã coi kênh của Julie